Ờ thì giờ thế mày không phải là bạn là mày không hiểu, mày không để ý à? Đấy là mày tức cái kia. Tao chả tức cái nó cả. Liên quan này đâu, tao chỉ có ông cầu tao không tiếp nữa chứ. Đừng tức cái gì. Linh gì. Thế tao có tức gì nó đâu. Với bạn bè không, không đến với nó. Nó anh em tao đi họp hết ngồi vẫn chơi với uống bình thường, chẳng qua là ông cầu tao không ra nhà thì không đấy, không phải nhà thằng Linh gì đâu. Thành hai thằng nó ngượng ngượng nhau đấy. Còn lâu với ngượng, tao nói chẳng sao mà ngượng, kiểu chiến binh vẫn ngồi uống rượu nhau như tỉnh. Đâu không phải gặp nhau, alo chưa vào nhà nhau chưa à. Chẳng vào nhà, chỉ nhà nó tao có ra đâu mà nó vào. Tổ này đi từ năm ngoái sao? Năm nay ngoài nó mục rồi. Mới thì cái này cái bông của cái đầu thì nó khâu đã mới tổ lên năm ngoái đúng không? Tao bảo năm nay đấy. Mày chứng minh cái lần này năm ngoái đi. Ờ, à. Đầu năm nay thật. Mày đã chim năm nay năm ngoái cái lá bỏng nó rụng bả rồi. Mình ở cho chơi nó cho con phính nhiều lúc cho phính nhị. Nó cái gì nó phải nó đúng luôn. Tao nói tu rồi tao vẫn thành trai nữa. Tao phải đi. Nó ngang. Nó ngang. Tao với Linh cũng thế, chẳng có con Linh nhàn nó nói xấu lưng sau lưng tao, tao ghét không nói chuyện con bé đấy. Đúng ngày đấy luôn. Ừ.